Sau mùa phim hè ảm đạm, đường đua điện ảnh Việt nóng dần với nhiều bộ phim có nội dung phong phú, cách khai thác độc đáo. Nhiều tác phẩm đạt doanh thu tốt, gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ đồng. Nổi bật như phim kinh dị Ma Gia chính thức xô đổ kỷ lục phim kinh dị có doanh thu tuần đầu cao nhất quý cầu. Ngay trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, theo Box Office Việt Nam, đến nay sau hơn 2 tháng khởi chiếu, Ma Gia đã rời rạp với doanh thu hơn 127 tỷ đồng. Cùng khai thác câu chuyện tâm linh dựa trên những yếu tố dân gian, cám kéo được lượng lớn khán giả ra rạp. Khởi chiếu từ ngày 20 tháng 9, đến nay doanh thu của cám đạt khoảng hơn 96 tỷ đồng. Có thể nói năm 2024 là thời gian trỗi dậy của phim kinh dị. Nối tiếp thành công của những bộ phim trước đó, Cô Dâu Hào Môn dù mới khởi chiếu từ ngày 18 tháng 10 nhưng đã có doanh thu sấp xỉ 50 tỷ đồng. Điểm chung của những phim ăn khách gần đây là sự đầu tư bài bản của các nhà sản xuất. Nhìn từ những tác phẩm này, phần nào thấy được sự cố gắng khai phá các thể loại mới, không đi vào lối mòn sản xuất phim hài, tâm lý hay hành động như trước. Dòng phim kinh dị Hái Quả Ngọt dù chất lượng chưa cao là một ví dụ cho việc cứ đi mãi cũng thành đường của điện ảnh Việt. Từ đây đến hết năm, hàng loạt tác phẩm điện ảnh Việt đang xếp hàng ra rạp. Theo thống kê của Movic, tính đến ngày 23 tháng 10 sẽ có 7 phim Việt ra rạp trong 2 tháng cuối năm, bao gồm Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, dự kiến ra mắt vào ngày 1 tháng 11, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ngày 15 tháng 11, Linh Miêu 22 tháng 11, Công Tử Bạc Liêu mùng 6 tháng 12, Đồi Thông Hai Mộ, Kính Vạn Hoa 27 tháng 12, Nhà Sa Tiên 28 tháng 12.